Vâng, em xin chào các bạn nhé. Tiếp tục em cũng vừa đóng hàng xong và rảnh rỗi thì em lại khui cái kiện hàng từ bên Nhật về nhé quý vị nhé. Đây là cái dòng em cho chuyển theo đường máy bay. Tất cả những dòng này em cho chuyển theo đường máy bay về nhé. Đó. Đây em sẽ khui ra nhé, xem nó là hàng gì nhé. Đóng hàng về vẫn đóng rất chặt chẽ. Nóng cực chắc chắn luôn đấy. Cái khớp nối là các khớp nối viện này quá an tâm, cái này rất an tâm. Ok nha quý vị nha. Xong rồi. Đó. Đây là cái kiện hàng bên trong. Đó. Kiện hàng bên trong đây nhé quý vị nhé. Đây em sẽ khui ra. Đó. Xem nó gồm có những cái gì. Cùi cái này thì nó rất là thích nhất. Đấy. Mình dám đủ các kiểu. Ok nhá. Thùng này bọc trong thùng nhá. Thùng bọc trong thùng, nét cho quý vị. Đó. Thùng bọc trong thùng nhá. Quá nét luôn nhá quý vị nhá. Đấy. Đó. Một cái sạc. À, đây là dây nguồn của sạc nhé. Wow. Nét đẳng cấp thế chứ nhỉ quý vị nhìn này. Đó. Con này là con hàng gì đây mà nó lại đẹp long lanh nhỉ. Đóng đúng chuyên nghiệp thật quý vị ơi.
đeo nhé, còn đeo, đeo 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 đeo. Ủa, đóng này thì gọi là quá kinh điển luôn quý vị nhé. Đóng này thì quá kinh điển luôn rồi. Các bạn phải giặt trên này ra những cái nồi giúp. Ok. Đó, cách lấy ra dễ nhất. Đeo 7390. Đó, dòng bây giờ dòng này dòng rất là hiện tại đang bán chạy nhất luôn nhé quý vị nhé. Đó, 7390. Dòng này thì phải nói là cực kỳ đẹp. Đó. À, quý vị nhìn này. À, đây quý vị nhìn nhé. Đó. Anh sẽ mở ra để quý vị xem. Đó. Trời ơi là trời ơi. Đó, đẹp long lanh luôn. Đó. Không còn gì để phải chê nữa cả quý vị nhá. Quá đẹp luôn quý vị ạ. Ok. 7390. Đó. Quá nét luôn quý vị ạ. Đẹp căng. Con 7390. Con này là i5 và gen 8 nhé. Wow, có gì nặng này. Rất nặng luôn diện nhé. Đó. Chắc em phải bỏ bớt ra đây thôi để em cho con này xuống nhé. Em cho nó xuống. Máy này. Máy này nó phải dính cả vào đây này. Cắt ở trên này này quý vị này. Đó. Sướng ngay, quá sướng rồi quý vị. Đóng quá nhiều khi cũng khổ quý vị, chúng họ đóng cẩn thận quá. Quá cẩn thận luôn nhé quý vị nhé. À, ba con này và sạc đi theo này. À. Đó. Rồi, ok. Ba bộ sạc. Rồi, ta sẽ xem con gì đầu tiên nhé. Wow.
con này quá long lanh buồn thuyện này. Con Toshiba màn 15.6 này, vị nhìn này, đấy, đẹp chưa? Thôi rồi luôn nhá. Hàng quá đẹp buồn thuyện, ui rồi. Không phải suy nghĩ, không phải đắn đo thêm một điều gì nữa cả. Đấy. Các bác đặt hàng nhà em rồi thì không phải suy nghĩ thêm một điểm gì nữa quý vị nhá. Toàn hàng tuyển chọn thôi. Đó. À. Các bác nào đặt hàng nhà em rồi thì nhìn những em đặt hàng này phê mê ly nha quý vị nhá. Đó. Ôi, quá nét luôn. Không còn điểm gì để chê cả quý vị ạ. Hàng đỉnh cao luôn. Đó. Rồi, ok. Con Toshiba Dynabook B65 nha. Dynabook B65. Đó. Đẹp chưa quý vị? Dynabook B65, ok. Đó. Rồi. Con này màn 15.6 nha quý vị nhá. Tiếp theo con gì đây ạ? Tiếp theo con gì đây ạ? Đây. Wow. À, Fujitsu. Fujitsu nhá. Đó. Đẹp chưa quý vị? Long lanh chưa? Fujitsu 15.6. Đẹp chưa quý vị? Quá đẹp luôn nhá. Fujitsu 15.6, Fujitsu đây. À, mã này. Ninebook A577 này. Đó. Đó. Ok. À. Đó, đây, dòng A series nhá, dòng A series này. Nét chưa? Đó, quý vị nét chưa? Đó. Quá nét luôn. Đó, ok nhá. 15.6. Ok quý vị ạ nhá. Ừ. Quá nét luôn quý vị ơi. Hàng có nét quá. Đó. Tiếp theo nhá. Đó, xem con gì đây. Lại thư bên Nhật. Thình bác. Ua, thình bác đẹp chưa? Thình bác xem con gì nào quý vị ơi. Xem con gì nào. X280 long lanh chưa? X280 đẹp chưa nha. X280 quá đẹp luôn quý vị ạ. Thình bác quá đẹp luôn nhé. Ua. Nét căng. Đó. Đẹp chưa quý vị ơi. Quá đẹp nhá. Hàng em vẫn về liên tục cho các bác gọi là quá đẹp quý vị ạ. Okay. Tiếp tục nha quý vị nhá. Tiếp tục xem cái gì đây. Đó. Xem đây là cái gì nhá. Phòng này nó lại đóng giày nhỉ. Chơi luôn nguyên cả thùng luôn. À, từ từ.
Để em xem con này là con gì nhá. Trời ơi, con này phải nói là quý vị nhìn thấy chưa? Đẹp chưa? Đó, quý vị thấy đẹp chưa? Panasonic nhá. Panasonic đó. Ok. Đẹp chưa quý vị? Đó. Quá đẹp luôn quý vị ạ nha. Máy rất là nhẹ, con này khoảng tầm 1 cân đổ lại thôi quý vị ạ nha. Đó. Chưa đến 1 cân. Đó. Cực kỳ ok luôn nhé. Dòng cực đỉnh. Đó. Ok nha quý vị nha. Đó. Panasonic. Kèm theo sạc đây quý vị này. Đó. Con máy này mà đóng đóng giống như kiểu đóng 4-5 con máy. Toàn bộ hàng là hàng từ bên Nhật về nha quý vị nhé. Toàn hàng từ bên Nhật về hết. À, một con người ta đóng này chứ, một con kia đóng nhiều quá quý vị ạ. Đóng thế chết tiền vận chuyển. Nhật. Toàn bộ báo Nhật nhé. Wow. Nét căng quý vị ạ. Nét căng nhé. Em con này con gì mà đầm thật đấy. Wow, thình bác này. Thình bác. Phải nói là dòng này thì không chơi thì chơi dòng nào đúng không quý vị? Riêng dòng máy mà đã chơi máy tính mà không chơi ThinkPad mới cả Dell thì cần chơi dòng nào nữa. Không chơi ThinkPad mới cả chơi Dell thì chơi dòng nào nữa quý vị ơi. Đó. Đó. Không chơi ThinkPad mới cả chơi Dell thì chơi dòng nào nữa quý vị. Đó. Em mở ra xem nhé. L390 nhá. L390 đẹp chưa quý vị? ThinkPad L390 đẹp quá đẹp luôn nhá. Đó. Đó. Ok, đẹp, gọi là đẹp long lanh luôn quý vị nhá. Đẹp long lanh luôn. Đó. Đúng là không hổ danh là các hàng ấy. Đó. Hàng đẹp nhà quý vị nhá, em là toàn hàng đẹp, hàng tuyển chọn hết nhé, không phải là hàng bãi đâu nhá. Em không làm bãi. Hàng bãi nhìn xấu bẩn lắm quý ạ. Đấy, toàn hàng siêu thị về đẹp, hàng người ta đưa lên để đấu giá chứ không phải là hàng đấy. Đây. Đó. Sạc nhá. Đó, sạc của Lenovo. Đó. Ok quý vị ạ. Em còn nhiều nữa quý vị nhé. Em còn nhiều nữa thì quý vị nào lấy sản phẩm nào thì alo cho em nhé. Em còn nhiều nữa quý vị nhé. Em còn nhiều nữa này. Đó. Hàng còn về nữa cơ. Đó. Quý vị nào lấy sản phẩm nào thì alo cho em. Số điện thoại của em là 0966 594 581, địa chỉ là 57 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nhé. Đó.
Zalo của em cũng là số đấy nhá quý vị nhá. Zalo của em cũng là số đấy, thì quý vị có gì kết nối Zalo với nhà em. Sau đó là ví dụ cần nhu cầu cần tầm bao nhiêu tiền và cần con như thế nào thì để nhà em sẽ đưa lên để cho quý vị, để quý vị xem là ok có ưng không thì báo lại cho nhà em nhé. Dạ vâng. Ok, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào video clip tiếp theo của em ạ.